Các bạn thân mến, nếu các bạn đang gặp phải vấn đề về việc giao tiếp tiếng Anh, lúc nói thì câu được câu không, lúc nghe thì chữ được chữ mất. Cho dù học tiếng Anh đã lâu, nhưng ngay cả những câu đơn giản cũng không nói được. Các bạn cảm thấy không tự tin và hiện tại không biết phải học tiếng Anh như thế nào. Thì series video này mình hứa giúp các bạn không những sẽ nói tiếng Anh thật hay, mà thêm một cách lưu loát, phản xạ rất nhanh, và còn giúp các bạn thấy rằng tiếng Anh thật sự rất đơn giản. Cùng xem nhé! Ok, chào mọi người đã quay trở lại với chương trình Luyện nói tiếng Anh hiệu quả. Trong chương trình này sẽ gồm hai phần chính. Phần thứ nhất, mình sẽ nói một câu tiếng Anh. Trên màn hình sẽ xuất hiện hình ảnh để minh họa, giúp cho các bạn hiểu được ý nghĩa câu mình vừa nói. Ví dụ ha, this is a cat. Sau khi nghe mình nói và quan sát hình ảnh minh họa, các bạn cần phải nói ok hoặc là các bạn nói yes để thể hiện rằng các bạn đã hiểu. Mục đích ở phần này là giúp cho các bạn ghi nhớ từ vựng một cách tự nhiên mà không cần phải dịch ra tiếng Việt. Quá đơn giản phải không nào? Ok, bây giờ mình sẽ sang phần thứ hai. Sau khi mình nói câu this is a cat, thì mình sẽ hỏi các bạn một vài câu hỏi liên quan đến câu nói này. Ví dụ ha, mình sẽ hỏi is this a dog? Hoặc là mình sẽ hỏi is this a yellow cat. Khi bạn nghe câu hỏi, hãy quan sát hình ảnh đi kèm, vì nó sẽ giúp cho các bạn hiểu được đâu là đúng và đâu là sai, và cũng giúp cho các bạn đưa ra câu trả lời. Việc của bạn là phải nói thật nhanh và phản xạ thật nhanh bằng cách nói yes hoặc là no. Các bạn đừng lo nếu như không trả lời được câu hỏi của mình nha, vì 2 đến 3 giây sau khi đọc câu hỏi, mình sẽ nói câu trả lời cho các bạn nghe. Tất nhiên, mục đích của phần này là tăng khả năng phản xạ, luyện tập giao tiếp một cách hiệu quả cho các bạn. Rồi, chúng ta cùng nhau luyện tập nào. Bài học đầu tiên, The Lucky Monkey. There is a monkey. Sau khi các bạn nghe câu There is a monkey, các bạn nên nói để thể hiện rằng mình đã hiểu câu nói đó nha. Tiếp theo là phần câu hỏi. Các bạn nên nhớ hãy đưa ra câu trả lời thật nhanh nhé. Sau khoảng 2 đến 3 giây chờ bạn trả lời thì mình sẽ trả lời. Các bạn hãy cố gắng nghe câu trả lời của mình thật kỹ nhé. Và chúng ta sẽ lặp lại việc làm này cho đến hết video. Ok, bắt đầu nào. Is there a dog? No, no, a monkey. Is there a cat? No, no, a monkey. There is a monkey. His name is Tommy. What is the monkey's name? Tommy. Is his name Jerry? No, Tommy. What is his name? Tommy. His name is Tommy. Tommy went to English school every day. Where did Tommy go? English school. He went to English school every day. Did Tommy go to coffee shop? No, no. He went to English school every day. Who went to English school every day? Tommy. Tommy went to English school every day.
Did Tommy go to English school only on Monday? No, every day. But he could not speak English. Who could not speak English? Tommy. Could Tommy speak English? No, he could not speak English. Tommy, the monkey was so sad. Was Tommy happy? No, no. Tommy was sad. Was he sad? Yes, he was very sad. Why was Tommy sad? Well, because he couldn't speak English. What did Tommy do? Tommy went to English school every day. Why was Tommy sad? Because he couldn't speak English. So, Tommy went to English school every day, but he couldn't speak English. That's why he was so sad. But 3 months ago, Tommy knew how to learn English. What did he know? He knew how to learn English. When did Tommy know how to learn English? 3 months ago. Who knew how to learn English? Tommy. Tommy practiced speaking English every day. What did he do every day? Speaking English. Tommy practiced speaking English every day. Did he practice speaking English only on Monday? No, every day. Tommy is very happy. He can speak English very well. Ok, như vậy là bài học này của chúng ta đã kết thúc. Các bạn hãy luyện tập video này trong vòng 5 ngày liên tiếp nhé. Mỗi ngày 10 phút thôi. Và nó sẽ mang lại hiệu quả không ngờ cho các bạn đấy. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo nhé. Bye bye.